Mới đây trên nhiều diễn đàn du lịch, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ khi nhìn thấy một số du khách check-in vô ý thức cùng sao biển ở rạch Vẹm, Phú Quốc. Điều đáng nói ở đây, vì để có những bức hình sóng ảo thật lung linh, một số du khách di chuyển những con sao biển sống dưới nước lên bờ để chụp ảnh, khiến chúng cọ quắp và chết khô dưới nắng. Đa số các bình luận phẫn nộ bởi hành động thiếu hiểu biết của một số bạn trẻ đã dẫn đến cái chết không đáng có của loài sao biển, đồng thời bày tỏ cần quản lý và có chế tài để ngăn chặn hành vi này. Việc bắt sao biển lên bờ đã trở thành trend của một số du khách. Nhiều sao biển được xếp hình trái tim, xếp thành chữ để chụp ảnh, mặc cho chúng cong cứng và đen lại. Trên các trang mạng, nhiều tài khoản liên tục chia sẻ những tấm hình check-in, trong đó có cả những người nổi tiếng dùng sao biển làm công cụ sống ảo mà không biết rằng chỉ cần rời khỏi mặt nước tầm vài chục giây, sao biển sẽ chết ngay. Theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Công Thun, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, nếu không ở trong nước biển khoảng 1 phút, sao biển sẽ chết. Việc làm sao biển chết đi dần dần không còn nữa, khiến nguồn lợi của biển sẽ bị suy giảm. Ngoài ra, theo thông tin từ Bảo tàng Hải dương học, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, có thông tin cho rằng vì sao biển ăn san hô nên việc bắt sao biển lên chụp ảnh cũng là một cách hạn chế sao biển. Đơn vị này cho biết đó là thông tin sai lệch. Trong các loài sao biển chỉ có sao biển gai, tên khoa học là Acanthoplasy, ăn polyp của san hô cứng. Sao biển gai phân bố rộng khắp Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ở các vĩ độ nhiệt đới và cận nhiệt đới. Và đây là một loài có độc. Hiện nay khẩu hiệu hãy dừng ngay việc check-in với sao biển của đông đảo công chúng đang tạo thành làn sóng mạnh mẽ nhằm kêu gọi mọi người bảo vệ thiên nhiên, đồng thời cũng là bảo vệ đời sống của chính chúng ta.